Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục An sinh xã hội của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách ưu việt của Đảng và nhà nước, thể hiện tính nhân văn sâu sắc là tâm lá chắn vững chắc nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho mỗi người dân khi ốm đau bệnh tật. Nhân tháng hành động về bảo hiểm y tế, chuyên mục hôm nay chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh đến quý vị và các bạn những việc làm ý nghĩa của ngành bảo hiểm để hưởng ứng tháng hành động về bảo hiểm y tế. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những hoạt động đáng chú ý của ngành bảo hiểm trong thời gian qua. Sáng ngày 9 tháng 7, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Bưu điện tỉnh tổ chức lễ gia quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam, truyền thông vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Lào Cai, dự và chỉ đạo hội nghị. Với chủ đề truyền thông thực hiện nghiêm luật bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu bao phủ, chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm toàn dân, hãy tham gia bảo hiểm y tế để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau bệnh tật. Các đơn vị đã tuyên truyền về vai trò ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đặc biệt nhấn mạnh về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thời gian qua, bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các cấp các ngành đẩy mạnh công tác truyền thông để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức rõ ý nghĩa nhân văn, tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của bảo hiểm xã hội, đặc biệt là bảo hiểm y tế, từ đó tích cực tham gia để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 710.910 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 90,6% dân số. 8.876 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm 2,2% lực lượng lao động. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế năm 2023 là 97%, ngành bảo hiểm cũng như các đơn vị liên quan cần có giải pháp vận động những người bị ảnh hưởng bởi quyết định 861 tham gia bảo hiểm y tế Ngành bảo hiểm cần tiếp tục cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin và tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân có thể tiếp cận và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đạt chỉ tiêu theo kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Để hoàn thành chỉ tiêu trên bảo hiểm xã hội và bưu điện tỉnh sẽ tích cực phối hợp triển khai các giải pháp đột phá, đẩy mạnh việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Cha, mẹ, người giám hộ, người thân của trẻ em dưới 6 tuổi chỉ cần thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo mẫu trên cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi nhận được hồ sơ điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thụ lý giải quyết theo quy định. Đối với hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản điện tử giấy khai sinh và thông tin dữ liệu điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường triển khai phát triển bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo kết quả thống kê đến hết tháng 5 năm 2023, tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế của tỉnh Lào Cai mới đạt 89,7%, trong đó một số huyện đạt tỷ lệ thấp. Để tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98% theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra, ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế yêu cầu các đơn vị địa phương triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp nhằm phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, giao chỉ tiêu cụ thể cho ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đánh giá việc thực hiện trong báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội hàng tháng của địa phương tiếp tục chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn triển khai thực hiện tốt công tác bảo hiểm học sinh sinh viên tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách và đặc thù trên địa bàn tỉnh lào cai để người dân hiểu rõ quyền lợi được thụ hưởng chế độ kịp thời Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây sẽ là những thông tin về quyền lợi và mức đóng bảo hiểm y tế điều chỉnh tăng theo lương cơ sở mới. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1 triệu 800 nghìn đồng theo Nghị định số 24 năm 2023 của Chính phủ. Theo đó, mức đóng và chế độ bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định mới. Về mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình theo mức lương cơ sở mới từ mùng 1 tháng 7 năm 2023 được tính như sau. Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, tương ứng với 972.000 đồng một năm. Người thứ hai đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất, tương ứng 680.400 đồng một năm. Người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất, tương ứng 583.200 đồng một năm. Người thứ tư đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất, tương ứng với 486.000 đồng một năm. Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất tương ứng với 388.800 đồng một năm. Từ tháng 7 năm 2022, thuốc điều trị bệnh lao không còn được nhà nước tài trợ miễn phí, thay vào đó nguồn bảo hiểm y tế chi trả cho bệnh nhân lao. Việc này nhằm đảm bảo tài chính cho chương trình điều trị lao tại Việt Nam. Nhân ngày Thế giới phòng chống bệnh lao 24 tháng 3, phóng sự sau sẽ ghi nhận về lợi ích của bảo hiểm y tế, góp phần san sẻ gánh nặng với các bệnh nhân đang điều trị căn bệnh này. Đầu tháng 2 năm 2023, anh Lý Văn Thống thấy cơ thể có nhiều dấu hiệu bất thường như ho, đau ngực, sốt về chiều. Đến khám tại bệnh viện, các bác sĩ chuẩn đoán anh mắc bệnh lao phổi. Không có thể bảo hiểm y tế, anh Thống không được cấp thuốc lao điều trị bởi từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, Thay vì cấp miễn phí, các cơ sở điều trị lao trên toàn quốc bắt đầu triển khai cấp thuốc lao bằng nguồn quỹ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân. Cũng làm bảo hiểm rồi nhưng mà chưa đến ngày sử dụng nên là cũng ngắt qua thuốc, sau đó mới có bảo hiểm trong mới trong mới có thuốc lại. Nếu mà tôi có thể bảo hiểm sớm hơn đấy có thuốc uống đều ấy, thì bệnh tôi cũng đỡ hơn nhiều. Rồi. Tôi cũng đã động viên gia đình là nên nên mua thẻ bảo hiểm y tế, lấy lấy thuốc từ nguồn bảo hiểm thì sẽ được điều trị nhanh hơn. Bệnh nhân cũng đã cảm thấy tới tầm quan trọng của thẻ bảo hiểm y tế và cái sức khỏe của mình nên là bệnh nhân cũng đã đi ra ra bảo hiểm xã hội huyện để mua bảo hiểm y tế. Theo tổ chức y tế thế giới WHO, năm 2020, Việt Nam có trên 172.000 người mắc và 10 và 10.400 người chết vì bệnh lao. Đáng chú ý, 70% người mắc lao trong độ tuổi lao động, khoảng 70% bệnh nhân lao thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Còn tại Lào Cai, toàn tỉnh có 265 bệnh nhân lao, chủ yếu cũng thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Trong điều việc điều trị bệnh lao, việc phát hiện sớm và điều trị đúng kịp thời thì đây là một yếu tố một trong những yếu tố quyết định để nâng cao cái tỷ lệ điều trị khỏi. Và điều trị thành công của người bệnh Sau hơn 8 tháng triển khai cấp thuốc lao bằng nguồn quỹ bảo hiểm y tế Người bệnh có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế Để vừa đi khám bệnh khác vừa sử dụng thuốc điều trị lao Mà các quyền lợi vẫn được đảm bảo Gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh dài ngày tốn kém do bệnh lao Đã được nguồn bảo hiểm y tế bảo đảm giúp người dân yên tâm điều trị Theo cái kế hoạch của Ủy ban Dân tỉnh chỉ đạo đối với lại ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của tỉnh Lào Cai với cái mục tiêu là lễ gia quân là để tuyên truyền, vận động đến tất cả những người dân, người tham để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế, hộ gia đình với mục tiêu là chăm sóc, đảm bảo cái quyền của người dân trước mắt cũng như lâu dài. Năm nay với chỉ tiêu của bảo hiểm xã Việt Nam giao cũng như cái chỉ tiêu của ủy ban nhân tỉnh giao thì hướng tới là chúng ta sẽ đạt đến mức độ tỷ lệ bao phủ là theo như cái nghị quyết 546 của chính phủ là 97% tỷ lệ bao phủ y tế và cái bảo hiểm xã hội tự nguyện là đạt được 13.500 người tham gia bảo hiểm. Lào Cai hướng tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2035. Ngành y tế tỉnh sẽ đẩy mạnh truyền thông về bệnh lao và lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời phối hợp với bảo hiểm xã hội bảo đảm chế độ chính sách cho người có thẻ bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh lao theo quy định. Quý vị và các bạn thân mến chuyên mục an sinh xã hội đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.